Ok và hi, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và mình là Phong Cận TV đây. Mình là Sammy Đào đây. Ok, thì hôm nay bọn mình sẽ làm gì nào? Chúng ta vẫn sẽ tiếp tục với một cái trò chơi mini game nào đó. Và sau đó chiến thắng và giành phần thưởng nha anh em. Hôm nay chúng ta sẽ có được một phần thưởng rất là hấp dẫn luôn. Khác với những lần trước á, là phần thưởng của mình là đồ ăn nè, bơi mô hình nè, đó. Còn lần này bọn mình sẽ cái món đồ mà bọn mình chiến thắng thì nó rất là nặng. Nó rất là nặng anh em ơi, anh em biết cái gì nặng không? Đây. Ôi, anh cái này đâu có nặng đâu. Cái búa này là bình thường. Đây chính là cái búa 1k anh em ơi. Lý do tại sao mình nói nó 1k, bởi vì là cái búa này là mình được tặng, cho nên là mình sẽ nói nó là 1k. Bởi vì mình cũng không tốn tiền mình nhận nó. Cái này là đồ được tặng anh em ơi, cho nên là mình sẽ dùng nó ra làm phần thưởng luôn, mà hiểu không? Đó. Hiện tôi cấm. Ok, thì các bạn yên tâm đi. Các bạn có một số bạn sẽ hỏi mình là: anh ơi, tại sao cái này là quà tặng mà anh lại đem nó ra làm phần thưởng, đúng không? Thì cái phần thưởng này là phần thưởng cho mình hoặc là Sammy thôi. Nói chung là bọn mình sống chung nhà mà, nói chung cái này vẫn là của bọn mình thôi. Cho nên bọn mình cái quà được tặng tất nhiên bọn mình phải quý rồi. Bọn mình sẽ không đem đi đâu hết. Bọn mình sẽ vẫn giữ ở trong người thôi. Cho nên là các bạn yên tâm nha. Ok, đây là quà được tặng nè. Cho nên đây chính là búa 1k. Và tiếp theo nữa là vậy giải thưởng tiếp theo chính là gì nào? Đó chính là cây búa 100k. Đây. Hả? Đây cái hộp mà. Ờ thì đây là cái hộp, nhưng mà trong đây có cái búa. Đâu? Đây, bạn xem nè. À. Tiếng móc ra. Trời ơi, mấy bạn thấy gì không? Wow. Đây, xin giới thiệu với bạn. Đây chính là cây búa của Thọ. À. Đây mình lấy cho anh em xem nè. À. Cây búa của Thọ các bạn biết không? Cây búa của Thọ trong phim á là chỉ có một mình Thọ mới có thể cầm được cây búa này thôi đó. Đây chính là cây búa của Thọ. Mình cầm được búa nè, vậy có nghĩa là mình là Thọ anh em, thấy mình ghê không? Trời ơi. À xong đi cầm hết đi. Cũng nặng phết nhờ. Ờ cũng nặng nè. Ủa sao bà cầm được vậy? Gì vậy? Okay. Giờ chúng ta sẽ làm gì nào? Ờ giải thưởng đây là chính là cây búa. Thật ra cây búa này mình mua với giá là khoảng 300k luôn mấy bạn ơi. Bởi vì 300k luôn hả? Đúng rồi, bằng sắt đó nha. Bằng sắt á nè, giờ mình đập thử cái camera, hư cái camera là. Ok thôi. Chắc rồi, camera 15 triệu ơi. Cái này 300k. Ok. Thì đây chính là cây búa 100k, mình nói 100k cho nó đều thôi, thì cây búa này đến 300k lận. Còn đây là búa 1k, để xem coi lần này mình với Sammy thi đấu. Bởi vì mình thấy anh em cây búa đây nè, rất là đẹp luôn anh em nhìn nè. Nó khắc vi, nó khắc lên nhìn rất là tinh xảo. Đây mình cho anh em xem nè. Đây từ từ. Đây anh em nhìn nè, đây cây búa này á, nó được khắc lên luôn nè anh em, nhìn rất là tinh xảo luôn, nhìn rất là đẹp luôn anh em thấy không? Đây, còn đây là cán của nó nè, cũng được làm bằng sắt luôn nha, bằng sắt hết đó nha. Cho nên là cây búa này thật sự là nó rất là đắt tiền anh em ơi. Bởi vì mình thấy nó rất là đẹp. Và nếu cây búa này nè mà đem đi trang trí bàn học hay là trang trí thùng PC á, đối với fan, đối với fan của Marvel chắc chắn là sẽ rất là hợp lý luôn anh em ạ. Cây búa này cũng đẹp nè, khắc nè. Nào. Mà dám đánh tôi à. Ok anh em ơi, để xem coi ai sẽ là người giành được cái búa 1k. Búa 1k hay là búa 100k nha anh em. Ok mọi người ơi, thì mình đã rủ Sammy vào trong game Mini World ở đây. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chơi bắt cua. Và sau đó là ai chiến thắng sẽ giành được phần thưởng, đó chính là cây búa 1k và cây búa 100k nha anh em. Trời ơi, mình thấy cái cây búa của cái cây búa của Thọ nhìn đẹp ơi là đẹp luôn. Mình nhất định phải lấy được nó mới được. Ok, được rồi, bây giờ Sammy chuẩn bị chưa? Ok ok. À khoan, từ trước tiên mình phải giới thiệu map đã. Đây chính là map bắt cua 4 mùa. Ôi, map bắt cua 4 mùa có nghĩa là mùa xuân nè, mùa hè nè, mùa hạ, mùa thu. Là có mùa hè đâu. Xuân hạ thu đông. À xuân hạ thu đông. Ok rồi, xuân hạ thu đông. À chủ map là bạn Linh Hawari đó. ID của bạn đó là 4358978. Các bạn nhớ tải map này về để chơi ủng hộ cho bạn này nha. Ok, chúng ta bắt đầu thi đấu thôi nào. Ok, ăn thịt gà vô. Nha, 2, 3, nha. Ok, như vậy nha. 1, 2, 3. Ui, trời ơi, cái gì chứ, bắt cua này nhìn dễ ẹc cả. Cái gì đâu khó, trời ơi. Lưu điểm hồi sinh nè. Ở Sammy, chấp Sammy nhảy trước luôn á. Ở đây là cái hình gì đây? À, đây là cái hình cái bao lì xì anh em ơi. À, có bạn nào mà Tết mà hay được lì xì không? Gì dạ? Gì, có gì chứ đâu đâu. Ây da. Ôi ơi, phan, hình như ở đây nó có khói tàn hình hay sao á. À, không được nhảy vào đây. Nhảy có cái màu đỏ nè. Nhảy cái màu đỏ. Ok. Trời ơi, Sammy nước quá, mình vượt của Sammy nè các bạn ơi. He he. Ok, nhảy qua nè. Trời ơi, game là dễ. Sammy ơi, rồi té rồi. Sammy dở ẹt nè các bạn ơi. Trời ơi, vậy mà chờ thôi, không chờ đâu, tôi đi nè. Trời ơi, đi nhanh lên. Trời ơi, trời, thi đấu mà chậm chạp quá. Nhanh lên cái coi. 1 hour later. Rồi, qua nhanh đi, trời ơi, trời gì chậm chạp quá vậy. Xong rồi.
Ok rồi bắt đầu nha, tiếp nè. Ok các bạn ơi, mình té nữa hả? Trời ơi trời, dở ẹt, cái chỗ này nhảy dễ vậy cũng té nữa. Ok, chỗ này có hình cái cây, cây gì ta, cây này là cây tre nè. Có nghĩa là mùa xuân nè. Ờ ok, này là có hoa nữa nè, trời đúng là mùa xuân luôn rồi ha. Ok, rồi đi đường bên đây. Qua bên đây thì chắc là mùa hè nữa bạn. Đó như nè, chỗ có cây dừa nè, đi ấy ta. Dừa hấu nè, dừa có dừa hấu nè. Không, tôi nói cái cây dừa bên kia kìa. Ok, rồi lưu điểm hồi sinh nè, còn này là cái này là trái dừa các bạn ơi, cái này là trái dừa nè, có ống hút cắm lên để uống nè. Mùa hè là uống nước dừa rất là mát các bạn hiểu không? Đó. Cái này là cái gì? Cái này hả? Cái này chắc là lồng đèn trung thu hả? Ủa không, cái này là mùa hè mà. Cái này là gì? Tôi không biết cái này là gì mấy bạn có biết cái này là gì không? Mày nào biết bình luận rồi biết nha. Bánh ngọt đúng không? Không phải bánh ngọt đâu. Bánh ngọt. Ấy da, té rồi. Cột no. Là chai gì nè, chai gì nè, có quả chai gì nè. À đúng rồi, cái này là cái bánh đóng hộp, đúng rồi, cái bánh đóng hộp, đúng rồi. Khoai tờ tôi bị không. Ly kem nhầm, cái này là ly kem. À, ly kem đúng rồi, ly kem. Đúng rồi, cái ở bên dưới là cái ly nè, còn phía trên là kem nè. Đó là tôi bị té, để tôi qua. Thôi chắc mày đi trước luôn, không thèm đợi. Chắc đi trước luôn á. Ai là giữa nè, pineapple pen. Ai hơn là apple. Apple pen. À tôi không biết, tôi giỏi tiếng Anh được không? Tự lao. Ừ. Nhảy lên đây. Đây là bánh ngọt nè. Đây là bánh ngọt nè. Ủa mùa hè mà ăn bánh ngọt hả? Mùa hè nóng muốn chết, ăn bánh ngọt mắc nghẹn chết luôn á. Ok, sau đây là mùa thu. Đó, mùa thu là chúng ta sẽ có lá vàng thu rồi. Đó. Trời ơi, cái này là lá vàng thu nè. Con nai vàng ngơ ngác đạp trên lá vàng thu. Còn trái này là cái trái gì đây? Táo hả? Trái vú sữa. À, trái này là trái vú sữa. Từ nói miền Nam. Miền Nam ta gọi là trái vú sữa. Các bạn nào biết trái vú sữa là trái gì không? Mày nào biết bình luận cho mình biết nha. Trái trái vú sữa ăn ngon lắm á. À biết tại sao lại có con thỏ không? Không. Là thỏ ngọc đó, là trung thu á. À. Ừ đúng rồi, cũng sắp đến trung thu rồi á. Tôi sẽ có được quà trung thu từ Midiworld nè. Ờ. Các bạn ơi, các bạn đã chuẩn bị quà gì để đi chơi trung thu chưa? Mình thì mình có nhiều lắm luôn rồi đó. Ơ trời ơi, mình nhảy trước ơi cái kẹo ra. Còn một mùa đông nữa là mình chiến thắng đây bạn ơi, nhanh lên. À mùa đông thì ấy da té ơi. Mùa đông thì ở đây bạn này bạn đã xây có con gì ta, có người tuyết nè. Ở đây là có ly cà phê nữa bạn. Đây chính là ly cà phê nè. Đúng rồi, mùa đông nóng ở lộn nhầm. Mùa đông lạnh mà cho nên mình phải uống cà phê đúng không? À, có ly cà phê nè. Rồi ok, tiếp nào. Oh yeah. Con này là bông tuyết nè. Ở trời mình nhìn thấy cái gì mình cũng nhận ra hết. Con này là cây thông bồ cầu. Ôi lộn nhầm. Cây thông Noel. Cây thông Noel. Đây là cây thông Noel nha. Đó, còn bên đây chính là quà Noel nữa bạn. Đó, hợp lý chưa? À, trời ơi. Ê, là người ta vui. Không có đợi á, quên đây kìa, win trước mặt rồi. Yeah. Cái kẹo con này là cái kẹo ra trời. Mình phải lấy cho bằng được cái cây búa cái kho này em ơi. Ăn sao nè. Ta-da. Win. Yeah. Mấy bạn ơi, mình đã chiến thắng rồi và cây búa của Thor đã thuộc về mình rồi các bạn ơi. Yeah, yeah. Tất cả những tên đang xem video, xin giới thiệu với các người, ta chính là Thanos. Các người thấy trên tay ta có gì không? Đây chính là găng tay vô cực. Đôi găng tay này sở hữu sức mạnh của 6 viên ngọc. Phải không ta? 1, 2, 3, 4, 5, à không, 5 viên ngọc. À không có gì nữa, 6 viên ngọc. Trời ơi, mình học lớp mấy sao mình tính ngu quá ta. Các người xem đây, đôi găng tay này của ta còn chạy bằng pin nữa nha, không phải chuyện bình thường đâu. Coi nè. Đó, lấp lánh ảnh kim cương chưa? Ừ. Bây giờ ta chỉ cần búng tay cái, cả thế giới biến mất hết. Búng tay cái, team Hero biến mất luôn. Ta sẽ là bá chủ của thế giới, bá chủ của team Hero. Hả? Cái tên Thanos vừa xỉ nói gì cơ? Ngươi dám nói là ngươi búng một phát là ngươi bay hết tất cả thế giới này à? Ta không chấp nhận điều đó. Bằng tay ta sẽ thu lại cây búa của ta. Hay da. Ha! Sức mạnh của đằng sống. Bá chủ thế giới sẽ